Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 6 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm chúc Tết cán bộ viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Nỗ lực thi công đảm bảo tiến độ trên công trường đường vành đai 4 những ngày giáp Tết. Đồng bào Công giáo tại các giáo xứ chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều ngày 5 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm chúc Tết cán bộ, viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Sau khi nghe lãnh đạo đài báo cáo một số nét cơ bản về tình hình kết quả hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, kế hoạch tiến độ sản xuất chương trình Tết Nguyên đán 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trong thực hiện công tác tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh năm 2023. Cùng với sự thành công chung của cả nước cũng như là tỉnh Hưng Yên về các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn trong tương lai của tỉnh Hưng Yên, chúng ta không thể không nhắc đến là vai trò của lực lượng thông tin truyền thông của tỉnh nhà, mà trong đó nòng cốt thì có thể nói là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên của chúng ta, trong việc tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Có thể nói là các đồng chí đã làm rất tốt nhiệm vụ này trong những năm qua, đặc biệt là năm 2023, và các đồng chí đã bám sát hơi thở cuộc sống, nhiệm vụ chính trị của địa phương để phản ánh một cách hết sức là nhanh, có chất lượng và trung thực những kết quả thành tựu đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Đài đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thu hút đầu tư, tác động lớn tới kết quả chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh hình ảnh vùng đất con người Hưng Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đặc biệt, nhiều phóng viên nỗ lực bám sát cơ sở, dũng cảm nêu lên những khuyết điểm, mặt trái của xã hội, từ đó giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc. Không vì lợi ích cá nhân của phóng viên hay là của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên, mà mình vì cái chung. Cho nên là mình cũng sẵn sàng vào cuộc để đưa những cái tin bài có mang tính chất xây dựng như vậy, thì tôi ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực cố gắng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Chia sẻ những khó khăn với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện để đài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động báo chí. Thì hơn kém nhau. Trong thời gian tới đây, rất mong các đồng chí phát huy những kết quả đã đạt được để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và góp phần tích cực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên của chúng ta năm 2024, để làm sao đến năm 2025 chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc, toàn diện những các chỉ tiêu, mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh của chúng ta, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, trang thiết bị di động cho đến các cái phần mềm thì cũng cần phải quan tâm hơn nữa. Tôi đề nghị lãnh đạo của đài cũng chủ động tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh cấp những các cái thiết bị cần thiết để phục vụ cho cái chuyển đổi số. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh, đồng thời khẳng định đây là động lực để cán bộ phóng viên, biên tập viên, người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đài sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình, cung cấp thông tin một cách tin cậy, chuẩn xác đến khán thính giả, đúng vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vừa đi kiểm tra và chúc Tết động viên cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ trên địa bàn. Tại các nơi đến kiểm tra, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng phức tạp. Lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đã triển khai nghiêm túc công tác ứng trực trong những ngày Tết, huy động tối đa
lực lượng, phương tiện tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Trường ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả đạt được của các đơn vị trên các mặt công tác, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương cho công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Lực lượng cảnh sát giao thông cần tiếp tục chủ động các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường trọng điểm, tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc đến lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, công an, các đơn vị địa phương cùng gia đình một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng và trao tặng quà nhằm động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên vừa đi thăm tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Đoàn đến thăm tặng quà ông Hoàng Văn Quyền, ông Nguyễn Văn Cã bị nhiễm chất độc hóa học và cháu Hà Quang Trung là trẻ khuyết tật thuộc hộ cận nghèo. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố Hưng Yên trích từ nguồn ngân sách và các loại quỹ số tiền gần 450 triệu đồng để thăm tặng 675 suất quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng, người cao tuổi, người nghèo cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng yếu thế trong xã hội. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch phố nối qua địa bàn huyện Văn Lâm có chiều dài trên 4 km với 13 vị trí móng cột. Đến nay huyện đã giải phóng mặt bằng được 12 vị trí móng cột. Vừa qua huyện Văn Lâm tổ chức chi trả cho 28 hộ dân ở xã Lương Tài và Việt Hưng có đất nông nghiệp phải thu hồi để triển khai 12 vị trí móng cột thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3. Trong đó xã Việt Hưng có 2 vị trí, xã Lương Tài có 10 vị trí móng cột. 100% số hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ cho diện tích trên 1,1 hectare với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Sau khi được bàn giao vị trí, một số móng cột đã được triển khai thi công nhằm đảm bảo không bị ảnh hưởng khi địa phương tiến hành đổ ải. Tuy nhiên, tại xã Lương Tài hiện còn một vị trí móng cột và hành lang lưới điện tại thôn Xuân Đào và thôn Nhật Tảo liên quan đến đất thổ cư và nhà ở của 5 hộ với diện tích 680m2. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Văn Lâm đang khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát xác minh để sớm có phương án giải phóng mặt bằng cho vị trí này. Trên công trường đường vành đai 4 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, những ngày này, đơn vị nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị thi công xây dựng đường song hành với quyết tâm hoàn thành tuyến đường vượt tiến độ theo hợp đồng ký kết trước 6 tháng. Khắc phục khó khăn về tình hình thời tiết những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí lao động trên công trường đường vành đai 4 vẫn rất sôi động và khẩn trương hơn. Hiện nhà thầu huy động trên 100 nhân sự với hơn 50 đầu máy móc thiết bị chia làm 8 mũi để thi công các hạng mục theo kế hoạch. Tôi là ở Nghệ An, nói chung là làm khắp nơi rồi. Ngày Tết ấy, để sum họp mọi thứ là rất là muốn. Nhưng mà vì cái dự án này là trọng điểm quốc gia, hai nữa là cái tiêu chí của lãnh đạo công ty nhà em thì sẽ bọn em cũng sẽ đồng hành với lãnh đạo là sẽ làm xuyên Tết mọi thứ, xuyên Tết để đáp ứng cái tiến độ của dự án. Đến thời điểm này, đơn vị nhà thầu đã thi công đào nền được 4,5 trên 5,2 km có mặt bằng thi công, đắp cát được trên 120.000 mét khối. Với quyết tâm hoàn thành tuyến đường song hành đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên trước 6 tháng, công ty cổ phần Lizen đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thi công trong dịp Tết để đảm bảo mục tiêu đã đề ra. Đối với lại ngày Tết là ngày linh thiêng của tất cả mọi người, người dân Việt Nam, tuy nhiên là với cái tính chất của cái công trình trọng điểm thì đơn vị cổ phần Lizen nếu trong trường hợp mà sắp xếp tự nguồn vật tư vật liệu có thể đáp ứng được thì đơn vị sẽ tích cực là tập trung nhân sự máy móc để tiến hành thi công trong dịp Tết Nguyên đán. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Với quyết tâm trên, tin tưởng rằng dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác theo đúng tiến độ đề ra. Huyện Ân Thi vừa chi trả tiền bồi thường làm đường tỉnh 376B cho các hộ dân của xã Nguyễn Trãi và Cẩm Ninh. Huyện Ân Thi vừa tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường tỉnh 376B, đoạn kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 386C, gần 13 tỷ đồng cho 114 hộ dân tại hai xã Nguyễn Trãi và Cẩm Ninh.
Các loại tiền chi trả gồm bồi thường hỗ trợ về đất nông nghiệp, hoa màu, ổn định đời sống và sản xuất, chuyển đổi nghề, tạo việc làm, đào tạo nghề. Trước đó, huyện đã chi trả tiền bồi thường thu hồi đất và chính sách hỗ trợ thực hiện dự án tại hai xã Đặng Lễ và Hồ Tùng Mậu với tổng số tiền gần 4,3 tỷ đồng. Dự án xây dựng đường tỉnh 376B, đoạn kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 386C có tổng chiều dài khoảng hơn 8 km qua địa bàn hai huyện Ân Thi và Kim Động. Trong đó, nằm trong ranh giới địa lý hành chính 5 xã của huyện Ân Thi gồm Đặng Lễ, Cẩm Ninh, Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu và Văn Nhuệ. Nhờ sự đồng thuận của người dân, chỉ sau 2 tuần phát động và triển khai, thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã xã hội hóa kinh phí, hoàn thành việc lắp hơn 2 km đường đèn trang trí mừng xuân Giáp Thìn 2024. Trong khi làm, thôn Điện Biên tổ chức cuộc họp dân để lên phương án xã hội hóa kinh phí, làm hệ thống cột đèn đường, vừa có tác dụng thắp sáng trang trí và đảm bảo an toàn giao thông. Chỉ trong vài ngày, hơn 150 hộ dân thôn Điện Biên đã quyên góp ủng hộ được trên 80 triệu đồng để làm 160 cột đèn đường dọc theo 2 km đường DH72 đi qua địa bàn, hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tạo cảnh quan đẹp và đem lại không khí vui tươi phấn khởi trong bà con nhân dân. Cử đại diện trong cái tổ đó ra thu của dân, kinh phí hết bao nhiêu, thu hết bao nhiêu, chi hết bao nhiêu, xong khi đã thanh toán trước dân. Từ trước để làm như thế là dân thấy cái phấn khởi đó thì đến sang cái này thì dân hưởng ứng rất cao. Vì thanh toán xong phẳng nữa, tổng thu, tổng chi hết trong đây. Còn những ngày công cô nói thực ra là anh em họ đi Hàn này, họ cũng không lấy công đâu. Thế cho nên dân hưởng ứng cái đó thì là đồng thuận thôi. Tối đến mà thấy ra nhà nhà người người thấy cái đường nhất là nó đẹp. Xong rồi tâm lý của bà con lại đón xuân mới thì là bà con rất hưởng phấn khởi. Thưa quý vị và các bạn, với người Công giáo, năm mới được bắt đầu từ lễ Noel và tính theo lịch dương. Song hòa cùng dòng chảy văn hóa truyền thống của dân tộc, Tết Nguyên đán với đồng bào Công giáo cũng rộn ràng chuẩn bị đào quất và dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng đường xóm, sẵn sàng đón mùa xuân mới. Tết sắp đến, căn nhà của ông Thành ở giáo xứ Ngô Xá, xã Vinh Xá, huyện Kim Động đã được trang trí thêm sắc hoa của cây mai quất, tất bật dọn dẹp nhà cửa, lau dọn ban thờ Chúa, bàn thờ cha mẹ để thể hiện lòng thành kính. Ông bà cũng phấn khởi chuẩn bị Tết để đón các con cháu về sum họp vào ngày 30 Tết. Năm nào cũng có một cái không khí đón Tết, bánh rồi thịt rồi đặc biệt là mừng xuân thì tất cả con cháu chắt xa gần đều trở về gia đình từ ngày 30 Tết đón giao thừa, sau các ngày Tết bắt đầu mới đi công việc làm ăn. Tết năm nay, bà con giáo dân của giáo xứ Ngô Xá thêm vui mừng khi cơ sở vật chất khuôn viên nhà thờ đã được xây dựng mở rộng thêm nhiều hạng mục. Giáo dân những ngày này tập trung dọn dẹp nhà cửa, trang trí hoa cây cảnh, các dây đèn nháy, cờ hoa quanh các con đường và khuôn viên nhà thờ. Giáo xứ Ngô Xá, linh mục rồi tất cả bà con trong giáo xứ, lương giáo ở lân cận đây đã và đang có những cái công tác chuẩn bị rất là chu đáo để chuẩn bị chào đón xuân mới. Thì mọi người đều rất là phấn khởi, nô nức dọn dẹp cờ hoa rồi chuẩn bị đào quất mai. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 27 giáo xứ, 53 họ đạo với trên 20.000 giáo dân, hòa chung không khí đón Tết cổ truyền của cả dân tộc. Trên khắp các khu dân cư của đồng bào Công giáo những ngày này đều rộn ràng không khí Tết. Bà con giáo dân tích cực phát huy tinh thần đoàn kết đồng thuận cao để cùng nhau phát triển kinh tế, hiến đất làm đường, lan tỏa tinh thần sẻ chia bác ái trước mùa xuân mới. Cùng với đó là chuẩn bị sẵn sàng cho các thánh lễ thời khắc giao thừa và năm mới với ước nguyện bình an, may mắn và hạnh phúc đến với mọi người. Hòa chung với bầu khí của ngày Tết cổ truyền dân tộc, bà con giáo xứ Thần Nhẫn cũng như sự hướng dẫn của cha xứ thì bà con cũng nhiệt tình hưởng ứng thu dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc, căng các cái cờ dây. Tết đến trong niềm vui hân hoan của mọi người, không khí rộn ràng của mùa xuân chảy khắp các thánh đường, ngõ xóm và mỗi nếp nhà trong các giáo xứ, với hy vọng vào năm mới yên vui, thịnh vượng và an lành đến với mọi người. Nhờ được công nhận bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm mà các hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất đã có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc nâng cao chất lượng và thương hiệu hàng hóa. Năm 2023, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Phố Hiến được Sở Khoa học và Công nghệ cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên.
hoạt động kinh doanh các sản phẩm từ sen đã có những chuyển biến tích cực. Thị trường tiêu thụ của hợp tác xã mở rộng sang nhiều tỉnh thành. Chỉ vụ Tết Giáp Thìn này, hợp tác xã đã tiêu thụ khoảng 3 tấn sen khô, long nhãn ôm sen, sen giấy giòn, hàng nghìn gói quà tặng gồm các sản phẩm từ sen. Sản phẩm sen Hưng Yên được nâng cao giá trị hơn và được khách hàng mọi người tin tưởng, nhất là các tỉnh bạn ấy ạ, họ tin tưởng ủng hộ nhiều hơn, số lượng tiêu thụ nhiều hơn khoảng 30% so với trước khi được cấp quyền. Giá thì cũng tăng lên khoảng độ 15-20% so với trước. Anh Thắng là một trong 86 hộ chăn nuôi đầu tiên được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể gà Đông Tảo. Để được cấp quyền sử dụng thương hiệu, các sản phẩm gà của gia đình phải đáp ứng các yêu cầu về độ thuần chủng của con giống, quy trình chăn nuôi chặt chẽ, nguồn thức ăn chăn nuôi, hạn chế kháng sinh. Sau hơn 8 năm, có nhãn hiệu tập thể thương hiệu gà Đông Tảo ngày càng được nhiều người biết đến. Vào dịp Tết Nguyên đán, sản phẩm gà Biếu có thời điểm cung không đủ cầu. Trước đây mạnh ai người bán, về giá cả, về chất lượng con giống, tất cả mọi cái đều là tự do. Thế sau khi mà được cấp nhãn hiệu tập thể thì có đủ độ tin cậy từ cái sản phẩm rồi thì khách hàng không phải về tại địa phương nữa để mà kết nối cái sản phẩm. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 31 sản phẩm tiêu biểu đặc sản của tỉnh. Trong đó có một chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng, 17 nhãn hiệu tập thể và 13 nhãn hiệu chứng nhận. Sở Khoa học Công nghệ cùng với các sở ngành liên quan tiếp tục tham mưu ban tỉnh để hỗ trợ và xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các cái sản phẩm ô cốp về truy xuất nguồn gốc, xác lập mã số mã vạch để các cái sản phẩm ô cốp có thêm kiểu dáng công nghiệp về bao bì nhãn mác để đảm bảo điều kiện cần thiết thâm nhập các thị trường khó tính và bực bán trong các cái chuỗi siêu thị. Việc xây dựng thương hiệu đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đã giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước đối với các sản phẩm nông sản, từ đó giúp thay đổi đời sống của người dân, vùng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm gần đây, ngày càng nhiều các thanh niên viết đơn xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong số ấy còn có cả những gia đình có hai người cùng tình nguyện. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là mong muốn trở thành bộ đội Cụ Hồ, được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, được cống hiến sức trẻ cho quân đội, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc. Những ngày cuối năm này, căn nhà nhỏ trong xóm đạo Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi luôn có người thân, bạn bè, chính quyền và các tổ chức xã hội đến thăm động viên hai thanh niên Nguyễn Văn Tấn, sinh năm 2001 và Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 2005. Dù trong diện được tạm hoãn, song với mong muốn được tiếp nối truyền thống ông cha, thực hiện nghĩa vụ của mình để phục vụ quân đội, Nguyễn Văn Tấn đã viết đơn tình nguyện xin được nhập ngũ cùng người em trai mình đợt này. Những năm trước thì cháu đi khám với các bạn thì chỉ tiêu của cháu là không được đạt. Thì năm nay thì bắt đầu cháu đi khám thì cháu được đạt sức khỏe lại tốt. Thì cháu có mấy cả em cháu thì có bàn với nhau, năm nay thì cháu cũng tình nguyện đi với cả em cháu cũng đi. Cháu sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và hoàn thành những công việc được giao. Muốn làm sao các con đi thì cũng cố gắng để theo gương ông nội, ông ngoại, bố giữ cái lề lếp theo truyền thống của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đến thời điểm này, 16 thanh niên của xã Quang Vinh được tuyển chọn nhập ngũ đều đã nhận lệnh với tư tưởng vững vàng chờ ngày nhập ngũ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo đến các tổ chức chính trị, các cơ sở thôn thường xuyên quan tâm các gia đình, các đến gia đình và bản thân các cháu đảm bảo sức khỏe và có các hình thức giao lưu văn hóa văn nghệ để làm cho các tâm lý của các cháu thật vui vẻ để có cái động lực để lên đường nhập ngũ đảm bảo an toàn. Đặng Ngọc Khang và Đặng Tuấn Khang sinh năm 2006 ở phường Phùng Chí Kiên là một trong hai cặp song sinh ở thị xã Mỹ Hào cùng viết đơn xin được nhập ngũ đầu năm 2024. Dẫu biết sau khi hai con trai lên đường thì sẽ vất vả hơn, vắng vẻ hơn, song người mẹ đơn thân này vẫn rất vui, bởi đây là niềm vinh dự, tự hào của gia đình. Tôi cũng muốn là cho hai anh em nó đi một lúc vì là tôi cũng có tuổi rồi. Để cho cháu hai năm về thì tôi cũng thanh nhàn một tí. Vì là hai cháu nó cũng muốn tự nguyện đi, cho tròn trách nhiệm mà đi bộ đội để cho cháu nó cứng rắn con người lên. Trên đây là những thanh niên tiêu biểu luôn mang trong mình tinh thần cách mạng, truyền thống anh hùng của dân tộc. Thời điểm này, tất cả đều đang háo hức, sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.